Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm phụ tùng làm xe điện, xe máy xăng 3-4 bánh, các phụ tùng của loại xe 3-4 bánh. Nói chung, video hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn cái bộ cơ cấu lưng hạ kính ô tô. Cái bộ này thì nó có kích thước chiều lưng, kích thước rộng tối thiểu của một cái cửa kính phải là 45 cm, kích thước tối thiểu các bạn nhé. Còn kích thước rộng thì rộng bao nhiêu cũng được, vì không có giới hạn về kết cấu lưng hạ. Và cách kích thước hoạt động nó như thế nào thì hôm nay mình xin làm một cái video hướng dẫn cho các bạn luôn. Thằng này thì lắp đặt nó cực kỳ là dễ thôi, không có gì cả. Thì các cái bộ phận chính thì bao gồm là một cái tay quay bằng nhựa này, và cái kết cấu lưng hạ, và một cái khay giữ kính, nó có một cái rãnh thôi, bình thường thôi. Cái khay này thì sẽ được bắt với cái cơ cấu này để lưng hạ. Còn cách thức hoạt động nó như thế nào và cách lắp đặt như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay sau đây. Nếu các bạn thấy kênh video của mình hay và hữu ích, xin đừng tiếc cho mình một like, comment và nhớ là đăng ký kênh, cùng với nhấn biểu tượng chuông thông báo để ngay khi có video mới ra các bạn sẽ nhận được thông báo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Và sau đây sẽ là cái cách thức hoạt động của nó, mà đối với những cái bạn đã từng mở ô tô ra rồi thì nó rất là đơn giản thôi. Còn với những ai chưa từng xem qua hoặc cũng chưa từng biết thì nó cũng chưa thể tưởng tượng nó được. Và cũng không phải có ai có điều kiện để mà mở ra mà quan sát được. Về phần tay quay này thì có thể sử dụng động cơ hay tay quay. Cái đấy thì tất cả chỉ là phần khác nhau về động cơ thôi. Còn cơ bản thì nó kết cấu nó vẫn là như giống nhau cả. Ở đây mình đã bắt sẵn một bộ lên một cái tấm gỗ như thế này để cho các bạn quan sát. Đấy. Đây. Đây là cái cơ cấu lưng hạ. Các bạn phải bắt cố định cái bề mặt này lên cánh cửa, và bắt cái thanh ray ngắn này lên cánh cửa. Còn cái thanh này chính là cái thanh để sẽ là thanh lưng hạ cửa kính. Khi ta quay cái này thì nó sẽ lưng lên này. Đây là hạ xuống này và lưng lên này. Đấy. Hạ xuống rất là sâu và lưng lên cũng rất là cao luôn. Đây, ta sẽ đo nhé. Từ đây này là 40. Khi nó lưng lên sẽ là được bao nhiêu? Đây. Đây chính là kết cấu của nó.
từ điểm hạ xuống cho đến điểm nâng lên cao hết cỡ của nó là được 45 cm, rất là cao và hầu như là đáp ứng được cho tất cả các loại cửa kính ô tô. 45 cm các bạn nhé, có thể nâng hạ được 45 cm chiều cao. Còn chiều rộng của cái cánh cửa kính thì có thể tùy chỉnh thoải mái, nó không có giới hạn. Còn chiều cao là 45, từ điểm thấp nhất và điểm cao nhất, hầu như đáp ứng được cho tất cả các loại xe. Cái này nó có cánh bên trái và bên phải, thì khi các bạn lắp đặt thì cần mua một bên trái và một bên phải, hoặc chỉ mua một bên, thì cái đấy là tùy chọn của khách hàng. Và vị trí lắp đặt thì nó sẽ quy định bên trái bên phải, chứ cũng không có cái nào là quy định cả. Các bạn vui lòng xem trên hình ảnh và đặt theo hình ảnh, chứ không có quy định nào cả. Vì vậy là để tránh nhầm lẫn thì xin vui lòng đặt sản phẩm theo hình ảnh. Sản phẩm này có đăng bán trên kênh xe điện Motor Điện, hoặc là trên các cái trang thương mại điện tử khác, trên Zalo, hoặc là liên hệ điện trực tiếp. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi thắc mắc về lắp đặt như thế nào thì mình sẽ có hướng dẫn cụ thể nữa. Các bạn nào chưa rõ thì có thể liên hệ trực tiếp. Việc lắp đặt nó thì cũng không có gì khó như mình đã từng giới thiệu thôi. Chỉ cần cố định cái thanh ngắn này và cố định cái cơ cấu này là xong. Còn cái phần ray này chỉ là phần giữ lưng và hạ cánh cửa kính thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.